Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt trong thời gian vừa qua. Các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC triển khai thực hiện tuân thủ đúng quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt. Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất công tác thực hiện quy hoạch phát triển điện tại tỉnh Bắc Giang, EVN-NPC đã giao Công ty Điện lực Bắc Giang PC Bắc Giang chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh và EVN-NPC. Năm 2020, PC Bắc Giang đã đưa các dự án 110 kV vào vận hành, nâng công suất trạm biến áp để đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2021 và định hướng phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian từ 2021 đến 2025. Tổng công ty đã giao PC Bắc Giang làm thủ tục đầu tư hàng loạt công trình để đảm bảo cấp điện và đưa vào vận hành các trạm biến áp 110 kV, máy biến áp cho các khu công nghiệp như Song Khê, Nội Hoàng, Vân Trung, Quang Châu, Bắc Lũng, Tân Hưng, v.v. Để đảm bảo hoàn thành các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành điện, chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở liên quan, tổ chức cắm mốc tuyến đường dây vào vị trí trạm biến áp 110 kV, 220 kV. Cũng nhân dịp này, EVN-NPC đã tổ chức hưởng ứng thực hiện phong trào Tết trồng cây tại Công ty Điện lực tỉnh Bắc Giang, góp phần trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.